Rồi ok các bạn nha, tiếp tục nha, làm thêm phát vượt cầu nữa nha mọi người nha. Trời ơi, này, bật hẳn nhạc cho mọi người nghe nó anh em ơi. Khó đấy. Nào, đông 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 đông. Thời gian đã điểm, thời gian đã điểm. Let's go, let's go. 30 anh em. Ui giời ơi, toàn nhà đồng quá. Đồng chen lấn xô đẩy. Mọi người đừng chen lấn xô đẩy, mọi người cứ nhảy trước đi, ai cũng có phần. Ai cũng được nhảy nhá. Mọi người cứ nhảy đây. Ui ảo chưa các bạn ơi. Ui chỗ này chúng ta lấp luôn này. Ui chúng ta tàng hình luôn. Coi như không có người ở đây nha. Đấy, mình sẽ trốn ở đây. Không ai biết là đằng sau đây còn một người nữa. Mọi người cứ nhảy đi, tôi trốn ở đây. Ảo thật đấy. Nhưng mà chúng ta chỉ có một phút thôi nha anh em nha. Còn một phút 32 giây nữa thôi. Cố lên nào, tôi lấp ở đây không ai nhìn thấy tôi. Trời ơi, hết một nửa thời gian rồi. Mấy bạn kia mới nhảy được có một nửa thôi các bạn ạ. Thôi rồi. Cố lên nào. Kém thế nhỉ. Mấy bạn cùi thế nhỉ. Để mình. Ui giời ơi. Xui người ta nhảy lên bắt người ta rơi luôn. Đừng đẩy nhau nha anh em nha. Các bạn ấy đừng đẩy mình nha. Đừng chăn đấn số đẩy rơi đấy. Còn có một phút nữa thôi anh em ạ. Không nhảy cũng chết. Ui là trời ơi. Ơ kìa. Đẩy được nha các bạn nha. Sợ thật đấy các bạn. Ui đẩy này. Người ta đẩy được mình nha các bạn nha. Cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh các bạn cố lên. Ui giời ơi. Ai ơi. Ui ui sợ thế. Hiện tại bây giờ tôi đang là người cuối cùng anh em nha. Còn có 40 giây thôi, nhanh lên 40 giây nữa thôi. Thằng nào cũng phải nhảy, bạn ơi nhảy đi bạn ơi. Còn có 40 giây nữa thôi. Hãy nhìn thời gian 30 giây nào, cố lên nào. Sắp về tới đích rồi. 30 giây nữa nhảy đi. Giời ơi sao thằng bạn kia này rơi xuống vậy, cứ biết nhảy đi. Chào à, không nhảy à. Nhảy đi bạn ơi. Sợ luôn, không ai dám nhảy mọi người ạ. Ôi, biết ngay mà, nhảy đi. Có 11 giây nữa thôi. Hết thời gian mọi người ạ, cay thiệt đấy. Tiếp tục các bạn ơi, chơi lại cái trò nhảy cầu này nha các bạn nha. Càng qua cái trò này khó thực sự các bạn ạ. Mình muốn thử về đích một lần thế này có được không. Nhưng mà mình nghĩ nó rất là khó các bạn ạ. Cái này phải chơi cực kỳ đồng đội, may ra với win được anh em ạ. Rồi, tiếp tục cái chiến thuật của ấy. Mấy cái bạn khôn này lủi hết đằng sau anh em ạ. Hết, không có thời gian đâu. Chúng ta không có thời gian đâu. Đấy, mấy cái thanh niên này khôn vãi luôn các bạn ạ. Ảo thật đấy. Rồi ôi, ai cũng khôn, các bạn khôn thế. Khôn như các bạn xóm mình có mà đầy nha. Khôn như các bạn xóm mình có mà đầy nha. Cứ nằm mấy tiếng em ơi. Ui giời ơi. Nghe mấy cái tiếng động kìa. Kinh nhỉ. Các bạn cứ đi đi, mình mệt quá. Chân mình bị đau không đi được. Trời ơi các bạn cứ đi trước đi nha. Thanh niên nào đang ở dưới kia kìa. Ui. Các bạn cứ đi đi. Yo, Rô xé này khổ lắm mẹ. Còn có 1 phút thôi. Có 1 phút thôi nha anh em nha. Rồi đi thôi, 1 phút rồi. Sắp hết thời gian rồi. Cố gắng về đích nha. Khó nhưng mà cũng phải cố gắng mà về. Nào, nhảy quá. Các bạn đi hết rồi, bây giờ chỉ còn những cái này thôi. Cái nào kính ngon thì mình đi thôi. Khôn thế nhân ơi. Khôn như bạn xóm mình có mà đây. Ui lần này không về đích được nhá. Ui lần này về đích được này. Ảo thật đấy nhá ơi. Cố lên nào về đích được. Cố lên đi đi. Còn mỗi một... Hay quá. Về đích rồi nha. Và này về đích nhá. Ui ảo thật đấy. Đừng đùn mà. Còn mỗi 2 bậc thì 2 một bên trên. 3 bạn bên trên nhảy đi, qua đi. Trời ơi, kìa các bạn kìa. Lên đi. Không ai dám lên kìa mọi người kìa. Rồi. Ui, thanh niên kia ảo thật đấy. Ôi, thanh niên kia ảo nhỉ các bạn nhỉ. Đù. Ảo thực sự luôn các bạn ạ. Thanh niên kia vượt qua cách kiểu rồi. Dẫm lên vỡ rồi mà vẫn đi được qua này. Yes. Về đích rồi, cuối cùng đã về đích. Hay thế. Wow. Trò này khó thật sự các anh em ạ. Ôi có mẹo. Thanh niên này giỏi quá mọi người ạ. Ôi thanh niên này giỏi thật đấy. Tiếp tục nhảy cầu kính tiếp nha các bạn nha. May mắn qua được right thì mình giành được chiến thắng em ạ. Không biết ván này có giành được thêm chiến thắng ván nữa không. Nhưng mà trò này khó này. Nhưng mà không biết, mình không hiểu tại sao thanh niên nó ảo nhỉ các bạn nhỉ. Nhảy đi được, nhảy lại được. Ảo thật đấy. Nhảy đi mọi người ơi. Nhảy đi nào. Ui giời ơi. Ui giời, ảo thật đấy. Tí nữa mình thử test thử xem nào mình có nhảy được giống thanh niên kia không nha mọi người nha. Đúng không, cái thanh niên lúc nãy vừa bay qua phát bay lại được luôn, ảo thật.
Rồi game này, ui dồi ôi. À có bạn lấp ở đây mọi người ơi. Trốn ở đây à? À trốn ở đây à? Bạn tưởng bạn trốn đây, mình không biết mình trốn đây nha. Có thời gian đấy, không trốn được đâu, đúng không? Rồi có một phút nữa thôi. Căng thật sự luôn. Cố lên nào, cố lên nào mọi người ơi. Cố lên nào, cố lên nào. Mình sẽ cầu phúc cho mọi người, mình sẽ cầu phúc cho mọi người. Đi đi, đi đi, hãy đi đi. Cố gắng nha mọi người nha. Nhảy đi bạn ơi, rồi. Nhảy nào, một thanh niên. Bắt đầu mình cũng nhảy, mình đẩy xuống cho sợ. Đấy. Rồi, thanh niên kia bị đẩy nha. Rồi, bây giờ hiện tại mình đã là người cuối cùng các bạn nha. Cố lên đi bạn ơi, còn có một phút nữa tôi không nhảy đi là không kịp đâu. Không nhảy đi là không kịp đâu ấy nha. Cố lên nào. Rồi, nhảy đi. Hay quá, mấy bạn chơi hay quá. Rồi, ui, tí nữa thì mình rơi luôn. Nào, 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 bây giờ ai sẽ là người nhảy tiếp đây? Ai sẽ là người nhảy tiếp đây? Hay thế nhỉ. Ôi mấy bạn này như kiểu là bạn biết được cái cầu nào nó không bị sao ấy, ảo thật đấy. Ui kìa, ôi ván này biết đâu bất ngờ lại về tiếp không anh em ơi. Ảo thật đấy. Thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi, lần này thì đi rồi. Lần này thì một bạn đã ra đi rồi. Ui ván này vẫn có cơ hội về đích này. Đi 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 đi, đi bạn này, đi 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 đi. Còn 30 giây nữa thôi, 30 giây nữa thôi, 28 giây, 27 giây. Nhảy đi. Ai là người nhảy trước đi. Không có thời gian nữa rồi, không có thời gian rồi, không ai chịu nhảy mọi người ạ. Không ai chịu nhảy luôn này. Rồi, một thanh niên đã nhảy, hay quá. Đi đi nào, còn 13 giây nào. Cố lên nào, cố lên nào các bạn ơi. Cố lên nào hai bạn nữ ơi. 9 giây thôi. Hay quá, ôi thôi. Cay thật sự em ơi. Trời ơi, tại sao tôi hút vào người cái bạn kia kìa bạn. Mẹ, tôi hút vào người cái bạn kia, cay thế trời. Ảo thật đấy. Mẹ, người chiến thắng luôn kìa. Cay quá mọi người ạ, mình hút người vào người bạn đấy, mình vội quá, mình thấy thời gian rồi. Nhảy xong rồi mình nhảy luôn, tông luôn mọi người bạn đấy, thế là mình toang luôn, cay thế nhỉ. Ok các bạn nha, tiếp tục đèn xanh đèn đỏ nha mọi người nha, khó đấy. Relight, get light, relight, get light, nếu bị loại càng quá. Rồi, nhìn mình đẹp trai quá. Nhìn mình đẹp trai quá anh em ơi. Yo. Ui, thanh niên đồng vượt à. Làm sao bắt được anh? Làm sao bắt được anh? Ui, ui, mình bị lag nhá. Ảo thật đấy, vậy mà may quá. Ui. Mình bị lag nhá, may mà mình không bị sao. Ui. Ảo thật đấy, ảo thật đấy. Ui, ông kia tí dưới cùng này à. Tí dưới cùng còn chưa đi kìa. Ui là trời. Trước mình bây giờ không còn ai, không còn ai, không còn ai. Đỡ được rồi. Đi từ từ thôi. Còn 50 giây thôi. Ui. Nửa đỏ luôn này. Máy này không ai, con này không ai bị sao, nhưng mà sắp hết thời gian các bạn ạ. Cái này có thời gian mọi người ạ. Có thời gian nhá. Rồi. Ui trời, một hàng bị đi luôn, ảo thật đấy. Ảo thật đấy, còn 29 giây, không biết mình có về đích kịp không anh em ơi. Má cay thực sự luôn. Ê, 22 giây, ui có hai thanh niên ở bên trước mình về, khéo về trước anh em ạ. Ảo thật đấy. Ê, đừng nha, đừng nha, đừng đếm náo nha. Ê, 5 giây, quay đầu lại đi, quay đầu lại đi, cho nên à, trời ơi. Thánh nhỏ của năm. Cay thế nhỉ. Má mình cay không chịu được anh em ạ. Ảo thật đấy, trời ơi. Trời ơi, tin được không? Ảo thật đấy anh em ơi. Nhỏ quá, thật rồi. Ok các bạn nha, lại đèn xanh đèn đỏ tiếp nha. Trời ơi, chơi mấy game này đợi lâu quá mọi người ạ. Rồi, cố lên nào, lần này cố gắng top 1 nào, lần này không thể dừng chân ở top khác đâu nha. Ok, Rina get ai nào. Đừng chăn đấn số đẩy nha. 2, 1, let's go. Đi đi, nhanh lên. Ấy, ui, ui dồi, sợ nhất là bị đẩy anh em ạ. Thề luôn. Sợ thế. Ui trời ơi, bạn ngay cạnh mình toang luôn mọi người ơi. Ảo thật đấy. Ui trời.
Sợ thật. Đấy, tôi phải dừng lại trước mọi người ạ. Ôi, ván này không, ui, còn ít người mọi người, còn ít người lắm, không còn nhiều đâu. Cố gắng tôi sẽ về đích ván này mọi người nha, chơi cẩn thận nha. Đợt này không ai bị bắt luôn, giỏi thế nhỉ. Ui, vẫn có một người bị bắt này. Ảo thật đấy. Ảo thật đấy, nhảy. Ui, ván này nhảy trước mặt mà không bị sao nhỉ. Ui, hay. Hay, cố lên nào. Úi giời ơi, lại nhảy. Ui, ui. Sau đây còn bạn nào ta? Ui, sau đây vẫn còn này mọi người ạ. Giành lên nào, về đích nào. Ui, may quá không bị sao mọi người ạ. À, tỉnh rồi, mình tỉnh rồi. Mình không bị chơi kiểu như mấy phát trước đâu. Mình máu quá. Sợ nhất là nó đọc nhanh em ạ. Đây, biết nhanh mà. 5 giây con nợ này. Sao tôi đẹp thế nhỉ. Yes. What the hell. Trời ơi, tới đây mà không về. Trời ơi. Thôi, dẹp đi, dẹp đi, dẹp đi. Trời ơi, cay thực sự luôn, mấy lần nữa. Thề luôn, chán quá mọi người. Cay thiệt đó. Wow. Rồi ok các bạn nha, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Mình cay quá rồi các bạn ạ. Và các bạn xem nếu thấy vui đừng quên để lại cho mình xin một like và một lần đăng ký kênh nha, giúp mình có động lực ra nhiều video hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của mình nha. Ok, chào mọi người.